ninja nào đấy. Bao nhiêu bạn này? Chào các bạn đây. Xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào. Các bạn có leo núi không? Có leo lên núi không? Thế hai bạn đi đâu đây hả con? Bây giờ chúng ta đang đi đâu nhỉ? Hai bạn bây giờ đang đi đâu? À, hai em rẻ à? Nào 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 nào, đi nhà thật rẻ nào. Đây là những hạt rẻ rơi từ trên cây xuống và chúng ta sẽ thu hoạch những hạt này. Đây những hạt rẻ đầu tiên của các bạn. Hạt này hai bó. Ok đúng rồi, thả vào. Mẹ đâu? Đây các con đang đi nhặt cái gì đấy? Có vui không? Thế nhặt được bao nhiêu hạt rồi? Nhiều không? Có. Nào đưa bố xem nào. Wow, ui. Nhiều hạt rẻ ghê. Gai này. Đấy, gai này rất là đau. À, bạn Minh đã nhặt được ra khỏi gai. Wow, đây là những cái hạt rẻ. Rất nhiều gai. Những cái gai này rất là đau. Mình giơ tay ra rồi xem nào. Ui bạn Minh nhiều thế nhỉ? Bạn Minh nhiều thế. Nắm à? Giơ tay ra bố xem nào, xe ra. Wow, có một nắm à. Bạn Minh có thấy vui không? Có cả những cái hạt mà bị đục hết rồi đây này.
Hai bị đục ngay. Nhìn ra đi con ạ. Hôm nay phải hơn cả 1 cân đã. Hơn chứ, nhiều chứ. Hơn 10 cân. Hay là 800. 800 nhiều hả? Nhiều hả? Cái này chỉ một lọ phải thảo nước để lọc mà tươi cù phải lọc thật dám không nó vẫn có thả đấy này ông này lên ngoài to đấy nó không tránh được những hạt đúng rồi sâu không tránh được thôi lấy xeo ạ. Sau khi các bạn hái cát rẻ bây giờ chúng ta sẽ lại quay ra xe. Chào các bạn. Chỗ này người ta gọi là cái gì nhỉ con nhỉ? Những cái đập này gọi là đập ngăn nước à? À đập nổi của suối mỡ. Đứng xa, lùi lại.
Có nhà hay không? Dạ, thưa thầy thuốc, thầy có thể cho chúng tôi xin phép được không ạ? Cái bên này. Lừa để làm gì? Lừa để kho cá ạ. À. Kho cá để làm gì? Kho cá để ăn ạ. À. Ăn để làm gì? Ăn để khôn lớn ạ. Đây lừa đây. Cho thầy khúc đuôi. Không được. Cho thầy khúc đầu. Không được. Cho thầy khúc xương. Đuổi đi ạ. Tao đi về là tao đi về. Để cho thầy đi bắt nha. Tao đi về. Con đã biết làm thầy chưa? Con đã biết làm thầy chưa? Bop, 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 bop
là mình cùng xoa xoa xoa, là mình cùng xoa xoa xoa, là mình cùng đâm đâm đâm, là mình cùng đâm đâm đâm. Và để công bằng thì cô mời chúng mình đâm xa thôi. Thế à? Không sao không ạ? From the CD Action Fun Dance by Orange Station. Con nhớ cả mẹ con nghe tay chỉ đọc một lần thôi nhé. Bắt đầu. Con nghe theo. Tiến về đằng trước.
một bước nữa. Rồi, cô Hiền ơi. Rồi. Đập thẳng về đằng trước. Phía trước. 6 bước à? Rồi, bù đây. Rồi, chờ rồi. Thôi, chờ rồi, hết rồi. Dương. Tiến bước nữa. Sang bên phải một bước ạ. Vụt đây. Rồi, vụt ạ. Tìm cái que nhiều gai rồi cái nào. Rồi. Các bạn đánh tiếp. Các thí sinh lưu ý, chúng ta tuyệt đối sẽ chơi không tí hí ạ. Không khóc. Nếu mà là ai đó thì không khóc. Nhìn ra cái gì rồi? Quá, con cảm ơn. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con bình tĩnh, con bình tĩnh, con đi xuống dưới. Đang bơm bóng ư? Em nào mãi không thấy vỡ. Không vỡ được rồi, con à, quả không thể vỡ được rồi. Thank you.
các bạn xuống đây đấy. Đấy. Ui, sao xuống nó, lúc nào nó cứ chảy đi. Lúc nào trên suối ấy nó cũng có nước mà. Nhưng ba. Nào, không chạm vào máy nào. Đây là suối mỡ, thác suối mỡ đấy.